Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em xem video này vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải chuẩn bị ép event mới của mấy chủ Đại Gia Sơn. Đó là event Trung Thu Xuân Vầy nè. Đó, thì anh em có thể xem cái event này ở đâu thì anh em có thể gõ vào trang web công.chiếusu.com. Và link thì Khải sẽ chèn ở dưới phần mô tả video cho anh em xem. Thì cái event này nó như thế nào và ra sao, và như thế nào thì anh em cùng vào trang web xem, anh em mình cùng xem một chút nè. Ở với bắt đầu thì nói chung là chút nữa Khải ép xong nè, chút là Khải ép nguyên liệu xong xuôi đâu vào đó thì Khải sẽ cho anh em dự đoán kết quả cấp và lên được bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu cấp. Thì anh em nào dự đoán đúng mà gần nhất trên hoặc dưới gần 10% thì Khải sẽ tặng 50k cạc cho vui nha anh em, cũng như là coi như là tri ân khách hàng cho vui nha anh em. Hiện tại bây giờ Khải đã chuẩn bị cho mình là 8.000 túi với lại 1.000 trứng gà. 1.000 trứng gà này khoảng tầm 50k điểm tống kim nha anh em. Như Khải tìm hiểu thì 1.000 trứng gà này là 50k điểm tống kim này, và 8.000 nguyên liệu này thì tí nữa Khải sẽ nuốt và được nguyên liệu nha anh em. Rồi 7.000 xu đó. Và trước khi ép thì chúng ta cùng xem nhẹ trang web thử nó hướng dẫn như thế nào và anh em cùng tìm hiểu cho vui nha. Đây anh em ơi, đây là mấy chủ Đại Gia Sơn vừa mới bắt đầu vào ngày 17 tháng 9 nè. 17 tháng 9 thì nay ngày 20 rồi, 3 ngày rồi. Thì hôm nay Khải cũng ép cho anh em xem. Thì ép thì ngay chỗ trung tâm Tương Dương. Thì ở server này thì cứ event là Tương Dương trung tâm rồi. Đó, như cái túi nguyên liệu này chan 7x, 8x, 9x và bản đồ mới sẽ rớt. Và sau khi mở khui ra cái túi nguyên liệu thì sẽ có đường này, đường tinh bột này, nhân đậu xanh này, nhân thập cẩm này, trứng đó. Còn trứng gà sẽ là điểm tống kim nha anh em. Đó, như trứng gà Khải chuẩn bị sẵn 1.000 này. Cái này là event tiền xu nha anh em. Khải ép event tiền xu để Khải ăn nha. Đây, cái này là thành phần bánh trung thu đậu xanh này nè. Bánh trung thu đậu xanh này là gọi là bánh tiền dạng nè, gọi là bánh tiền vạn á, mà Khải không có ăn anh em ơi. Hôm nay Khải sẽ ăn event tiền xu thôi. Thì cái bánh tiền vạn này thì đợi ít hôm nữa tiền vạn nó ok thì Khải sẽ ăn nha nè. Hôm nay Khải chưa ăn nha. Rồi, cho anh em cùng tìm hiểu sơ qua. Sau khi ăn tiền vạn thì nó sẽ có lồng đèn thường và dùng để đổi lồng đèn bướm bướm tại vạn sư thông đó. Rồi dưới lại nó ra lệnh bài bốc xanh. Rồi hết rồi, event thường thì nó chỉ ra nhiêu đó thôi nè, 2 món thôi. Và nó sẽ có những cái mốc là đó, 250 cái, 500 cái, 750 và 1.000 cái. Và sau khi đọc 1.000 thì nó sẽ tặng cho một cái hiện trận đơn và mấy cái thiệp đô top cá nhân và đô top bán hội. Còn kinh nghiệm này thì sau khi đặt mốc thì nó sẽ tự ăn luôn nha em, chứ mình không có tự ăn riêng nha. Cái này cứ đặt mốc bao nhiêu thì tự ăn bao nhiêu. Rồi, trở lại với điểm chính thì hôm nay Khải sẽ ép bánh trung thu thập cẩm nha em. Bánh trung thu thập cẩm thì như nãy Khải nói thì chúng ta sẽ tốn khoảng 7.000 xu. Thì 1.000 cái thì cứ một cái 7 xu thì nó double lên thì sẽ tốn khoảng 7 kim nè, 7.000 xu. Đó, thì những cái nguyên liệu này thì mình nuốt ngay cái túi nguyên liệu nó sẽ ra này. Đường này, tinh bột này với cái túi này. Đó, rồi còn lại cái trứng gà này là điểm tống kim nha nè. Và sau khi mắc event này sẽ được 3 tỷ kinh nghiệm nha nè. 1.000 cái nhân với mỗi cái là 3 triệu thì mình sẽ được 3 tỷ kinh nghiệm. Thì không biết tí nữa như thế nào và anh em cứ dự đoán cấp với lại phần trăm thử như thế nào, tí nữa sau cái lời Khải bảo bắt đầu thì anh em sẽ bắt đầu dự đoán nha nè. Ai dự đoán nhanh và chính xác nhất, không chỉnh sửa video thì không chỉnh sửa comment thì anh em sẽ nhận ngay 50k cho vui nha. Đó, và sau khi ăn thì sẽ được lồng đèn đặc biệt dùng để đổi lồng đèn ở vạn sư thông đó. Rồi tiếp theo là lệnh bài bốt săn hóa minh thạch, phòng pháo tiềm năng, phòng pháo kỹ năng, thị tinh, tinh thần bảo thạch, lỡ bào bí kíp, phục duyên lộ, thiên la hán, bằng nhật tâm kinh, sửa đời giang hồ, thiên thủ lộ thường, thiên lộ tám tiếng, hiện thiên trì, quốc tử, thiên sơn bảo lộ, sát thủ dạng lỡ hộ, lệnh bài phong lộ. Nói chung là nó không khác gì mấy cái event trước đâu, cũng tương đối như nhau, nhưng mà ở lần này thì nó rẻ hơn em, chỉ còn 7 kim thôi. Nói chung là một lần anh chỉ có 7 kim thôi, nó khá là rẻ. Tính luôn cái điểm mua 50k điểm tống kim thì khoảng tầm 7 kim 6, với lại nguyên liệu 8k túi thì nó khoảng dao động khoảng 8 kim nha em. Nếu anh em tự ép sẽ tốn 8 kim. Đó, và sau khi đặt mốc thì nó cũng có những cái phần thưởng tương ứng, ít kinh nghiệm tương ứng luôn. 500 cái, 750 cái. Rồi sau khi đặt 1.000 cái này, em thấy chưa, vòng sáng quá đẹp. Vòng sáng này hạn sử dụng 20 ngày. Và thiệp cá nhân, thiệp ban hội. Và ngẫu nhiên nhận ba cái này. Nhất kỹ cộng phù, thành bí kíp, mật tịch. Cái này ngon này, mật tịch với lại bí tịch này. Rồi, chiếu dạ các kiểu. Rồi ok, chung thì không đỡ anh em chờ đợi lâu. Bây giờ Khả sẽ trở lại và ép nguyên liệu cho anh em xem. Rồi anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ cho nha anh em. Sau khi ép xong nguyên liệu thì Khải sẽ cho anh em bắt đầu dự đoán nha. Tầm này chưa dự đoán nha anh em. Rồi Khải mở nguyên liệu ạ. Khải mở nguyên liệu anh em ơi. Vô.
Và ở cái video lần này thì Khải sẽ úp ngược lại trên kênh cũ nha. Video này Khải sẽ úp ngược lại trên kênh cũ nha. Anh em nào mà chưa xem trên kênh cũ thì có thể video này Khải sẽ úp ngược lại trên kênh cũ cho anh em nha. Rồi, bây giờ Khải sẽ tìm là 1000 tinh bột, 1000 nhân đậu xanh, 1000 đường, lại 1000 nhân thập cẩm mà. Rồi ok, một thứ 1000 là ok nha. Một thứ 1000 là ok nha. Với lại 1000 trứng. Đó. Trong thời gian chờ đợi thì cứ đợi Khải mở hết nhiêu này nha anh em. Trong thời gian chờ đợi đợi Khải tí nha. Hiện tại bây giờ Khải đang mở túi cho nó gần xong rồi anh em ơi. Mỗi cái 1000 cái hả? Rồi sau khi Khải comment bắt đầu dự đoán thì anh em mới được dự đoán nha anh em. Và video này Khải sẽ úp ngược lại trên kênh cũ nha. Và hiện tại đang live trên kênh mới. Anh em có thể kích vào YouTube Di Khải Official. Link Khải ở chàng bên dưới, anh em có thể qua ủng hộ kênh mới Khải một subscribe cho nha anh em. Rồi gần đủ chưa? Rồi, gần đủ chưa? Ok, gần đủ rồi, cái này vứt anh em ơi. Rồi được Khải coi thì nó đúng nhiên liệu chưa? Một cộng một thái, một cái một một đúng không? Ok, Khải nghĩ ok vậy. Rồi sao nó lại cho cái nhân đậu xanh gì vậy ta? Trong này nó đâu có bảo nhân đậu xanh đâu ta. Nhân đậu xanh anh ấy bánh thường à. Được rồi. À, nhân đậu xanh đang bánh thường anh em ơi. Nhấp cấp cấp cái nhân đậu xanh này. Rồi, đợi bữa nào ép Evan tiền vạn nha. Cái này là đợi bữa nào thiếu dư đủ ép Evan tiền vạn. Rồi, ép Evan xu thì sẽ tốn mai cái này. Đó, với lại kèm theo 7 xu một bánh. Thì anh em cứ đợi tí, Khải ép xong thì anh em dự đoán thôi. Hôm nay chưa nha nè. Đó, được Khải đi ép đã. Tương dương trung tâm này. À, bánh trung thu thập cẩm. Đó, nếu mà anh em mua nhanh thì tốn 10 xu cho một cái nè. Còn Khải ép thì Khải sẽ tinh túi đường, tinh bột, trứng gà, nhân đậu xanh. Ủa sao mình thiếu nhân đậu xanh ta? Đủ nữa coi. À ok ok, không cần nhân nè. Đúng rồi, trong này đủ hết rồi. Còn cái kia thì đợi ép tiền vạn nè. Cái kia ép tiền vạn. 1000 cái sẽ đủ nha nè. 1000 cái sẽ đủ. Sau khi Khải ép xong thì mới bắt đầu nha. Tầm này chưa bắt đầu nha anh em. Này cứ bình tĩnh. Khi nào Khải ép xong đã anh em, Khải sẽ báo anh em bắt đầu dự đoán thì anh em dự đoán thôi. Không có gì phải nôn cả nè. Nói chung thì lâu lâu cũng đăng like kênh mới á, nên là cũng làm cái vình nhỏ nhỏ tặng anh em 50k chơi cho vui. Đó, tương tự nè. Cái gì cánh may mắn nữa. Cánh cục quá tưởng cho nó có cái sự gì đó may mắn chút nữa nè. Ok đó, 1000 bánh xong xuôi, thả về muốn cục may mắn nè. Cánh cho xem cánh cái này tính tiếp. Rồi. Tới nha bà con, tới nha anh em. Đưa con đường môn gì bà tơ đã. Đường môn của Khải này nè mày, chưa bán được sắt nha nè, chưa bán được sắt. Ta vẫn đang đỡ. Kính đừng có tử cho xe nè. Đó. Rồi, ok. Anh em đợi chút. Đây, nói chung lực lượng trò chơi nó cũng đơn giản thôi nè. Anh em này, sau cái comment này nha, sau comment này thì anh em hãy comment Khải lên được bao nhiêu cấp sau khi ăn được 3 tỷ. Đây, bắt đầu cánh Evan, cánh full Evan nha anh em, full Evan 3 tỷ EXP. Anh em hãy dự đoán Khải sẽ được cấp cộng phần trăm ai gần chính xác nhất khoảng 10% sẽ nhận được 50k cạc tùy ý. Bắt đầu. Rồi, bắt đầu. Cho anh em dự đoán, cho anh em dự đoán một con số trong đầu. Cho anh em dự đoán một con số trong đầu. Cho anh em dự đoán một số trong đầu. Rồi bấm đi anh em ơi. Rồi bắt đầu Khải sẽ lên Khải sẽ ăn nha. Khải sẽ ăn cho anh em nhanh và liền luôn. Dự đoán nào anh em? Bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm? Sau khi Khải ăn được 3 tỷ này thì bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm? Rồi cắn nha anh em ơi. Tin cắn nha anh em. Anh em dự đoán chơi anh em ơi. Ai dự đoán đúng sẽ nhận 50k vui nha. Đúng rồi, dự đoán một lần thôi anh em. Anh em dự đoán một lần thôi nha. Những anh em nào dự đoán nhiều lần thì Khải chỉ lấy cái comment đầu tiên thôi nha anh em. Khải chỉ lấy comment đầu tiên thôi nha anh em ơi. Anh em lưu ý là mình chỉ cái việc dự đoán được một lần một thôi, không cần lần hai nha anh em. Anh em dự đoán lần hai thì xóa comment là Khải không tính nha. Chỉ một lần một thôi. Đúng rồi anh em. 108, 19,
108.30, 108.44. Sau khi anh mát 1.000 bánh này nha anh em ơi, sau khi anh mát hết 1.000 bánh trung thu thập cẩm này á, thì nó được bao nhiêu? Thì sẽ lấy cái số đó nha anh em, sẽ không tính những cái thiết la hán bên ngoài nha, sẽ không tính thiết la hán bên ngoài nha. Đó, ok, anh em dự đoán nhiệt tình luôn, là chia sẻ nhiệt tình luôn lắm. Đúng rồi, 108.52%, 108.45%, 108.44, 108.35, rất nhiều anh em dự đoán luôn. Chơi vui có thưởng nha anh em, chơi vui có thưởng nha anh em. Ui, nãy giờ chưa có gì ngon luôn em ơi, chất kiểu này toàn lời, cố gắng ơi. À, đại lý bách ơi, đại lý bách nhảy nhiều thành chơi rồi. Khải thấy cảm giác cứ đi nhiều thành thì nó sẽ ok hơn nè. Nên là Khải đã đi nhiều thành anh em ơi. À, hai cái lần bay boss, một không minh thật, chưa có gì luôn. Một tiên thổ lộ, còn lại 700 cái nè. 108.29%, 2 cấp 10%, 108.14%, 108.60%. Rồi, cố gắng anh em ơi, một lần gì đó thôi nha. Những anh em nào mà comment hai lần thì Khải chỉ tính lần đầu tiên thôi nha. Khải chỉ lấy lần đầu tiên duy nhất thôi nha. Những anh em cờ lơ xem dùm Khải thử có ai xóa bình luận như thế nào thì tí nữa Khải sẽ xem luôn nha. Xem phụ anh em luôn. Rồi, tính ra gần 250 cái rồi. 250 cái rồi mà chưa có một cây đèn hay một cái gì được cả anh em ơi. Đang tìm đèn anh em ơi. Đèn mấy cái đèn hoặc là bí tịch, mật tịch á thì mới ok anh em ơi. Được hai bình tiền thổ lộ 8 giờ. Tiếp tục. Một bình tiền thổ lộ 1 giờ. Tiếp tục được gì đây? Một viên thủy tinh. Thủy tinh khá là hiếm nha. Đúng rồi anh em, một like chia sẻ ủng hộ giùm Khải nha. Và video này Khải sẽ up ngược lại trên kênh thì Khải không có tính nữa nha anh em. Video up trên kênh thì không tính nha anh em. Hiện tại Khải chỉ phát thưởng cho một người duy nhất mà thôi. Đã comment nhanh và chính xác nhất sẽ nhận 50k cho vui nha. Ôi, gần 500 cái rồi anh em ơi, gần 500 cái rồi vẫn chưa cảm giác có một cái đèn hoặc là cái gì cả. Gần 500 cái rồi. Rồi, đã cho qua 50 cái. Cảm giác như là đang trắng tay anh em ơi. Cảm giác đang trắng tay. Mở khui qua nào. 1.000 cái tính ra 550 cái rồi. 550 cái rồi. Mình vẫn chưa thấy có gì cả. Một bình tiền thổ lộ 8 giờ nữa. Sắp up cấp rồi. Cho anh em dự đoán tiếp tục. Sắp up cấp rồi. Giúp một lần thôi anh em ơi. Dự đoán một lần thôi nha. Sắp up cấp rồi. Còn 350 cái. Vẫn chưa có một cặp đèn cặp nến nào luôn nè. Tôi kiếm cái coi. Cái này hơi bị khó nha. Up cấp. Đã dành cho anh em nào đã dự đoán 108 và phần trăm thì anh em cùng dự đoán này. Phần trăm nữa bao nhiêu? Còn 300 cái anh em ơi, còn 300 cái. Ui, vẫn chưa có gì nữa anh em ơi. Ui, mắt nhỏ vậy. Kiểu này tôi phải qua thành đồ bắt rồi kiếm thử có gì không. Đù, sao chưa có gì ta. Chết rồi. Một viên thiên tinh nữa. Một bình thiên sơn bảo lộ. 250 cái cuối cùng. Anh em nào dự đoán nhanh chính xác nhất, một lần duy nhất sẽ nhận 50k chơi nha anh em. Còn 200 cái, what the hell. Còn 200 cái, tí nữa còn 50 cái Khải sẽ ngừng không cho comment nữa nha anh em ơi. Khoảng tầm 50 cái Khải sẽ ngừng không cho comment nữa nha. Ai đây, ai sẽ là người dự đoán chính xác. Hai viên tinh không. Ui, chưa có cái đèn luôn, vãi lên vậy. Đèn đâu em, đèn đâu đây. Đèn đâu rồi, đèn đút đâu hết rồi. Một bình thiên lộ tiếp tục. Hiện tại thiên lộ 8 giờ khá nhiều. Rồi ngừng. Ngừng comment. Rồi ok, ngừng nha anh em ơi. Ngừng, ok. Và đây là cái cuối cùng. Cái cuối cùng là Khải ăn thử được gì đây. Ui, nãy giờ vẫn chưa cấp đèn luôn. Quá nhỏ anh em ơi, quá nhỏ. Dương Châu đi, mình qua Dương Châu thôi. Ngừng ra anh em ơi, đúng rồi, ngừng nha. Rồi, ngừng rồi. Mở. Ai sẽ là những người dự đoán nhanh và chính xác nhất. Những bình chọn xó hoặc là sữa sẽ không tính nha anh em ơi. Những bình chọn xó và sữa thì khẽ không tính nha. Ai sẽ là người chính xác. Ôi, chưa có cặp đèn luôn. Còn 30 ô đỡ ở trống mà. Ok. Khải sẽ bỏ ba cái nguyên liệu full này vào trong. Khải sẽ tí nữa Khải sẽ chốt thử được bao nhiêu nha anh em. 4-5 bình tiền thổ lộ này. 5 bình tiền thổ lộ đặc biệt. Rồi ok, không biết đủ giờ chưa. Sát thu giãn mấy cái này bỏ vào trong luôn. Rồi 3 viên thị tinh. Ngừng rồi mà anh em, không sao cả, ngừng rồi. Rồi mở hết luôn. Đồ, tính ra lỗ dữ. Mình không được gì luôn anh em. Hiện tại dự đoán đó là 108.32%. Ai sẽ là người chính xác nhất. Rồi Khải sẽ bật cái like lên cho anh em xem thử ai là người chính xác nhất nha. Rồi ngừng rồi nha anh em. Rồi Khải sẽ bật full màn hình cho anh em xem. Nói chung là vui chơi có thưởng nha anh em.
108, 32%. Kéo lại từ đầu nha. Anh em xem trên live vui nha. Hãy coi thử anh em nào khả bật to anh em xem luôn. Cho nó hấp dẫn nè. Đó, anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? 108, 32% nha anh em. Không sai nha, anh em cùng chết dưới bên trên nha. Đây, anh em thấy chưa? Bắt đầu dự đoán cánh Full Heaven 3 tỷ S. Anh em hãy dự đoán kết quả Khải sẽ được cấp bao nhiêu và phần trăm. Ai gần chính xác nhất khoảng 5%, 10% sẽ nhận 50k cạc tự ý nha. Rồi ok, 108, 32%. Để xem ai là người đầu tiên. Đây, đã có người dự đoán đầu tiên, đó là Long Danh Hải. Long Danh Hải luôn anh em ơi, chỉ mới có ngọn nghẽn người thứ tư mà thôi. Người thứ tư dự đoán đúng và nhanh chính xác nhất. Chính xác luôn anh em ơi. Đã xem thử ai hơn nữa không. Nói chung là 32% là chốt rồi. 108, 32% là chuẩn nhất rồi anh em ơi. Quá chuẩn rồi. Lương Văn Hải. Đó, Khả kéo thử còn anh em nào nữa không. Chúc mừng 50k. Chúc mừng nhận 50k cả nhé. Đó. Rồi. Ai mà chỉnh sửa là Khải thấy nha anh em. Đó, ví dụ như tiếp tục này. 108, 27 Lương Văn Hải đúng nha anh em. Rồi tiếp tục 108, 28 108, 74 108, 22 Nhất Danh. Anh dự đoán hơi chậm rồi. 22% vẫn chưa chính xác. Hiện tại bây giờ là có người chính xác nhất đó là Lương Văn Hải rồi nè. Ê, Lương Văn Hải phải không ta? Ôi nhầm rồi. Lương Văn Hải là 32 anh em. Sorry nha. Lương Văn Hải là 30% là sai rồi. Đợi tới cho anh em rồi Khải kéo lại coi. Đây cho anh em xem lại đúng không. Lương Văn Hải là sai nha. Nãy nói nhầm nha anh em. 22 mới đúng nha. 22 mới đúng nha. 20 mới đúng nha. Kéo xuống tiếp tục ai đúng không. Nhóc Danh là gần chính xác nhất nè. Nhóc Danh là gần chính xác nhất nha. Nhầm. Rồi xóa này mày, xóa người này dự đoán chính xác. Đó, nó sẽ thông báo nha nè. Tiếp tục này, Nhóc Danh sẽ là người gần chính xác nhất. Được xem thử ai trúng được không nè. Được rồi, kéo lại từ đầu. Kéo cho nó quên nè. Đây, nói chung là nhanh thôi nè em ơi. Khải chết một lần là xem thôi. Đâu rồi. Đây, tiếp tục lại nha. Lương Nhân Hải lúc nãy Khải nhầm nha nè. 32 là chỉ có 20 mới đúng, 32 là sai rồi. Rồi tiếp tục này. Nhúc Danh là gần chính xác nhất này, là số 108, 22%. Đỡ xem thử ai 108, 20 không nha anh em. Đỡ xem thử ai 108, 20 không nha. Tiếp tục 108, 18 này. Đó, 108, 20 ai không. 108, 18 108, 20 ai không. Có ai không. 108, 20 có ai không. 108, 20 là chính anh em. Cứ 108, 20 là ok. Nãy là mình nói nhầm ông kia. 108, 29 không phải luôn. 25 không phải luôn. 108, 20 không có ai. Đây, anh em chết dùm Khải thử 108, 20 anh em chuẩn luôn này. Ông này là người đầu tiên này. Nguyễn Phạm Phúc Thịnh này. Nguyễn Phạm Phúc Thịnh này anh em ơi. Kéo xuống hết một lần rồi. Còn ai nữa không. 108, 20 không. Hồ Phan là người thứ hai. Hồ Phan người hai không được rồi. Chỉ lấy một người đầu tiên thôi anh em ơi. Chỉ lấy một người đầu tiên thôi. Rồi, Nguyễn Phạm Phúc Thịnh tiếp tục 108-20 này. Đây là comment thứ hai. Thì chỉ lấy comment đầu tiên. Tiếp tục 108-20 còn ai nữa không? Rồi, chỉ có một người đó duy nhất và đầu tiên thôi em ơi. Còn anh kia là người thứ hai là không được nhận nha. Đây, Hồng Lê. Một người là người thứ ba. Không được nhận luôn, rất đáng tiếc. Hồng Lê người thứ ba không được nhận, rất đáng tiếc. 109-20. Trời ơi, làm gì tới 109 cơ vậy? Không tới đâu. Quá một cấp rồi. Rồi ok. Chốt anh em à. Chốt. À 32 hả. Rồi ok 32 nhầm 32. Ok 32 nhầm 32 anh em. Rồi ok sorry anh em. Nói 32 là ông đầu tiên. Như nãy là Khải nói đúng anh em ơi. Mình hơi bị lú anh em ơi. Đúng thiệt nãy giờ. Lâu quá ngồi lại livestream qua giờ. Nói chung là bận việc nhà anh em. Hơi bị lú tí nên thông cảm nha. Ok Lương Nhân Hải nha em. Đúng rồi. Ok Lương Nhân Hải đúng rồi đó. Rồi mình hơi bị lú nè em ơi. 32% chính xác nhất. Mình nãy mình hơi bị lú nè em ơi. Chúc mừng. Lúc nãy là mình đã định rồi mà mình bị lú nên là mình nói ngược lại nè. Rồi ok đồ ngon quá hả. Ok, nói chung là Khải hơi ngáo nè em ơi. Nói chung là thông cảm nha. Rồi, xin chúc mừng anh em thấy dự đoán đúng chưa? Lương Văn Hải đâu rồi? Lương Văn Hải đâu rồi? Sorry Lương Văn Hải nha. Đúng rồi, 108-200 chính xác nha anh em. Đó. Đó là người chính xác. Chính xác nhá.
Ok. Sorry anh em, hơi ngáo. Đó. Rồi, ok, xin chúc mừng nha. Và Lương Nhân Hà, ông Lương Nhân Hải hãy PM vào fanpage hoặc là Facebook cá nhân, chụp hình cái kênh YouTube để Khải có thể nhận phát thưởng 50k cho bạn nha. Ok, cảm ơn em đã theo dõi video này nha. Ừ, hơi ngáo nè. Rồi, ok.